Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Ngọc Ánh Tân Ánh nhá. Giới thiệu với anh em một cái lô hàng, đó là chiếc kèn. Chiếc kèn này phục vụ cho anh em đánh chim đêm nhá. Chim đêm. Lô hàng này là shop nhập được trực tiếp từ tổng công ty nhá. Đây, tổng công ty mà. Cái này anh em vẫn gọi là HQ301. HQ301 này nó là tên công ty luôn đấy, nhớ tên công ty luôn thôi. Thế còn cái mẫu kèn mà anh em mình vẫn dùng ấy thì công ty nó đánh cái mã là kèn 010, kèn 010 nhá. Nhập được số lượng nhiều, nhập từ tổng công ty luôn, giá thành nó sẽ mềm hơn. Đến lúc các bác nhá. Lúc trước là shop đang bán với giá là 450 một đôi. Thế còn thời điểm hiện tại thì sẽ là 400 một đôi các bác nhá. 400 một đôi. Một đôi ở đây là bao gồm hai củ này. Hàng này là hàng Việt Nam, âm thanh rất là giòn. Hai củ và theo hai phễu luôn. Theo hai phễu luôn thì gọi là một đôi. Một đôi như vậy sẽ là 400.000 nhá, 400.000. Đây cho các bác xem thực tế luôn nhá. Đó. Cái này thì nhà máy nó gọi cái mẫu này gọi là mẫu kèn 010, kèn 010. Thế còn HQ301 là tên hãng, tên công ty luôn đấy. Nhá. Chiếc nõn cao, hàng Việt Nam, âm thanh rất là tốt nhá. Đây. Số lượng rất là nhiều, các bác muốn mua bao nhiêu cũng có. Hàng shop ship đi luôn luôn là ship COD. Các bác nhận hàng có quyền bóc ra xem và kiểm tra, gọi là đồng kiểm ấy nhá. Đấy. Thì cái này khi mình nhập từ nhà máy về là củ không thôi. Shop sẽ mua cái phễu này, xoáy vào đây cho các bác. Đấy nhá, xoáy vào đây. Thì một đôi này cái này các bác xoáy chặt tay một chút nữa thì nó sẽ vào. Cái này tôi xoáy tạm cho các bác xem luôn. Thế còn khi gửi thì sẽ gửi rời chứ không phải xoáy sẵn mà gửi đâu nhá. Một đôi hoàn chỉnh như này là 400.000 nhá. Giới thiệu với các bác một lô hàng có rất là nhiều chiếc kèn của công ty HQ301. Cái mẫu này là gọi là mẫu kèn 010, mẫu kèn 010 nhá các bác nhá. Đây. Cái mẫu chiếc kèn này mà các bác kết hợp dùng với cái âm ly gọi là BLJ253BT. Các bác nhìn sơ này, trên cái bao bì nó ghi này là hai cổng, mỗi một cổng là công suất 300W, chạy điện là AC 220V hoặc DC 12V. Đấy, có hai loại, hai cổng điện. Cổng điện 12V thì sẽ là ở bên lỗ này. Cổng điện là DC 220V là dây cắm này nha các bác nhé. Có chức năng bờ bluetooth nha các bác nhé. Và cái âm ly 253 này nó sẽ có màn hình cho các bác để các bác theo dõi được số bài, số dây đang chạy. Và âm ly 253 này là nó sẽ không có chức năng lỗ mic, nó sẽ cắt cái bo mic đi, nó tập trung hết vào bo nhạc. Có cái là bo nhạc để cho nó đạt được cái công suất tốt và độ ổn định cao, âm thanh hay. Còn cái bo mic có nghĩa là các bác cắm mic vào đây để các bác hát karaoke đấy, thì cái này là đồ mini, nó sẽ không, nó cắt bỏ mất cái chức năng karaoke đi, tại vì chức năng karaoke là hầu như là sẽ không dùng tới. Thì trên cái âm ly này chỉ còn một cái nút to này là nút âm lượng, hai nút nhỏ này, một nút chỉnh bass, một nút chỉnh jack, hai cổng, một cổng USB, một cổng thẻ nhớ. Cổng thẻ nhớ của những cái dòng âm ly này thì luôn luôn là cổng thẻ nhớ to. Khi các bác mua hàng thì sẽ được shop tặng cho một cái áo thẻ như này. Áo thẻ như này. Các bác về cắm cái thẻ nhớ nhỏ này, cắm vào đây để các bác dùng. Thì các bác mua hàng sẽ được tặng một cái áo thẻ này đi theo nhá. Tặng cái áo thẻ đi theo. Còn thẻ nhớ thì các bác sẽ phải mua thêm. Cái rắc cắm điện 12V này này. Đấy, thì các bác mua shop cũng sẽ tặng cho các bác một cái rắc điện 12V và các bác câu giống như này, câu với nhắc quy này nhá. Giờ sẽ cho các bác nghe thử âm thanh của cái đôi chiếc kèn gọi là kèn 010 mà qua cái âm ly BLJ253 có chức năng bluetooth, có màn hình theo dõi nhé. Cái này thì âm thanh cực là tốt, rất là tơi. Nói chung là cái chiếc này ấy, là đánh chim đêm là nó phù hợp nhất cho anh em chơi đánh chim đêm, giá thành thì vừa phải, hợp lý nhé. Thế còn nếu mà các bác mà chơi lên đến cái mức chắc mà chắc titan thì giá thành nó rất là cao, và đánh thì nó cũng hiệu quả ngang ngửa thôi, không kém gì hết nhé.
ưu điểm của cái chiếc của Việt Nam mình này là sẽ có cái côn chiếc để thay thế. Tôi cũng có rất là nhiều côn chiếc ấy. Để sau đấy cho các bạn xem. Anh ơi, cho em cái hộp côn chiếc này. Hộp gì? À, hộp côn chiếc này. Có rất nhiều côn chiếc để các bạn thay thế nhá. Còn về câu điện thì nó rất là đơn giản thôi. Các bác nhìn trên cực này, nó có hai cực. Nó có dấu cộng, dấu trừ đấy. Nhưng mà nhiều khi là cái này là các bác không cần phải phân biệt âm dương đâu. Nếu mà phân biệt âm dương ấy thì dấu cộng các bác cắm vào cái dây đỏ của cái đầu ra âm ly này. Âm ly nó có hai vế. Các bác nhìn này. Vế đỏ, vế đen này là một vế này. Vế đỏ, vế đen này là một vế. Thì các bác cho dấu cộng và vào bên đỏ, dấu trừ vào bên đen. Nhưng mà nói chung là các bác câu gì nào cũng được. Đấy. Hai vế trái phải nhá. Các bác câu gì nào cũng được. Đấy, các bác câu vào như này. Đây là hai loa. Còn bốn loa là các bác câu mỗi cổng này hai loa thôi nhá. Còn cái nỗ bên này là cái nỗ dẫn tín hiệu vào. Đấy, dẫn hiệu vào. Thì các bạn dùng điện bình ắc quy. Dùng điện bình ắc quy là điện 12V cắm vào đây. Các bác lưu ý kỹ là khi cái đầu này mà dùng cái điện 12V này, công tắc này là không có tác dụng. À, không có tác dụng đâu. Các bác cắm vào là chơi luôn. Cắm vào là chơi luôn nhá. Đấy. Đấy, các bác này. Con chép đây con hỏi em. Cho em con chép rồi. Đây đây. Đâu có anh. Đây là củ chép. Thùng côn chép. Cái mà côn. Màng côn. Đây tôi đang bảo là lấy cho bác xem cái màng côn nhé. Các bác nữa. Cái áo thẻ này này. Áo thẻ này cũng rất là khó dùng đấy. Không phải đơn giản đâu. Cắm đúng chiều thì nó mới tiếp xúc nhé. Cắm đúng chiều nó mới tiếp xúc được. Khi đã tiếp xúc được, em quay đó mà hình nhé. Lên lại đó hình. Có màn hình để theo dõi cho các bác. À, đây là đang chạy chế độ SD này. Dây thêm 16 này. À, các bác điều chỉnh bát check làm sao cho hợp lý. Thường thường là check để tầm 50%. Bát thì là 10% tí thôi. Ở trên cái âm ly này nhé. Này có nên có nút được này. Có phải đó mà thấy đó mà nhỉ? Số thì không rõ. Chia sẻ luôn đây các bác nhá. Chia sẻ được các bác này. Trên âm ly này nó có cái nút vớt một bài nằm ở trên âm ly luôn. Vớt một bài trên âm ly luôn nhá. Cái tay điều khiển này nó cũng có nhưng mà nhiều khi là các bác đi theo cho nó gọi là có thôi, hầu như là không dùng tới. Tay điều khiển này hơi chập chờn đấy. Còn các bác đòi hỏi nó chuẩn chính xác thì không có đâu nhá. Chủ yếu là trên nút trên này này. À, các bác loa đang chạy này. Ấn vào nút này này. Trên màn hình hiện lên chữ oăn đấy. Lên chữ oăn đây nó lặp lại một bài nhá. Hiện lên chữ A là nó lặp lại tất cả các bài. Đấy. Là một bài này. Âm thanh rất là tơi, rất là giòn. Đối với cái chiếc này tôi gọi là phù hợp cho anh em đánh chim đêm. Và giá thành nó lại vừa phải. Thế còn các bác không phải tìm đâu xa. Các bác tìm mấy cái chiếc mà củ nó tới 10 phân, 12 phân mà nó trên trên này này nó có cả cái ốc thò ra này các bác bắt dây ấy mà chơi cho cái loa thùng ấy thì tôi đã thử rất nhiều rồi. Hầu như là không có chơi được nhá. Đối với cái chiếc này thì là ok nhất để cho các bác đánh chim đêm. Đây. À, màng côn thay thế rất là nhiều. À, rất là nhiều màng côn thay thế. Và khi các bác thay thế màng côn này vào thì cái độ kêu nó sẽ đạt, nó không được điểm 10 như lúc đầu tiên. Nhưng mà nó không thay đổi nhiều. Không thay đổi nhiều các bác nhé. Thế còn đối với cái chiếc mà lúc trước là cái chiếc hàng nhập ấy thì thay côn khác vào là âm thanh nó thay đổi rất là nhiều. Còn đối với chiếc Việt Nam này thì thay côn thay thế này vào thì âm thanh nó không thay đổi nhiều. Nó vẫn đạt được cái độ chuẩn cho các bác chơi.
khi các bác mà bị cháy cái côn này. Cái côn này thì nó là 35.000 một cái nhé, 70.000 một đôi. Đấy, nó không đắt đỏ gì đâu, rất là hợp lý thôi. Các bác mua check muốn dự phòng thêm thì các bác mua thêm đôi côn để dự phòng. Số lượng có rất là nhiều đây này. Đấy. Đây là cái check kèn HQ301 cái mẫu 010 kết hợp với âm ni BLG253 và Bluetooth nhé. Đối với cái mẫu check kèn này ấy, thì anh em mà chơi chuyên nghiệp cũng nắm rất là kỹ, nó là phù hợp nhất với đánh rẽ run, đánh chằng nghịch, những cái dòng rẽ run là rất là phù hợp. Thế còn đánh chim đen như là đánh cuốc biển ấy thì nó phù hợp cho các bác trong cái môi trường gọi là có sương mù, có mưa phùn, thì cái check này để âm thanh rất là tốt, nó để âm thanh rất là tốt. Trong cái môi trường mà sương mù với lại mưa phùn ấy thì cái loa nén của các bác là sẽ không hoạt động tốt bằng cái check này. Nói chung là cái này là do các bác tùy thôi, các bác thích chơi loại nào thì các bác chơi. Giới thiệu với các bác về cái lô hàng check kèn cho anh em đánh chim đen chuyên nghiệp nhá. Mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở trên màn hình nhá. Các bác nào mới truy cập kênh thì vui lòng bấm nút đăng ký ủng hộ kênh để còn theo dõi nhiều các clip khác giới thiệu, tư vấn, chia sẻ với các bác về những cái phụ kiện để đánh chim đêm nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhá.